Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng phong trào lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới, sáng ngày 22 tháng 7, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mường Lát phối hợp với Đoàn Kinh tế Quốc phòng 5 Quân khu 4, Đồn Biên phòng Quang Chiểu và xã Mường Chanh tổ chức ra quân trồng hàng rào, tạo mỹ quan nông thôn tại xã Mường Chanh. Trong ngày ra quân, đông đảo lực lượng cán bộ chiến sĩ của Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 5 Quân khu 4, Đồn Biên phòng Quang Chiểu cùng với bà con nhân dân đã trồng được 10 km hàng rào cây mất ngọc, tạo mỹ quan nông thôn xanh sạch đẹp dọc tuyến đường tỉnh lộ 521E, đoạn thuộc địa phận xã Mường Chanh. Đây là hoạt động thiết thực của Ban Chỉ huy Quân sự huyện nhằm hỗ trợ xã Mường Chanh hoàn thiện tiêu chí số 17 về môi trường, đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã điểm thoát nghèo, sớm về đích xã nông thôn mới như chỉ đạo, lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm và kiểm tra tình hình vào năm 2011. Đồng thời, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ môi trường, cũng như chung tay góp sức làm cho đường làng ngõ xóm luôn sáng xanh sạch đẹp.